Mình tên là Võ Thành Nhất Anh, thì mình vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khoa Ngữ văn Anh. Sắp tới thì mình dự định tham gia khóa học thạc sĩ ở trường University of Huddersfield ở Anh. Mình sẽ học chương trình Master of TESOL, là chương trình thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh cho người phi bản ngữ. Sau khi đi làm 2 năm thì mình thấy mình vẫn còn thiếu nhiều thứ, nên là bây giờ mình muốn tiếp tục con đường học vấn của mình học thêm lên. Trong tương lai thì mình muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn, có đủ trình độ để mà có thể truyền đạt kiến thức của mình tới cho tất cả mọi người, cũng như là giúp cho người Việt Nam giỏi tiếng Anh hơn. Điều kiện đầu vào của trường mình thì IELTS thì 6.5. Mình hoàn thành cái chương trình đại học của mình có bằng cử nhân. Mình chọn Anh bởi vì khóa học này nó chỉ kéo dài 1 năm thôi, là mình đã có người yêu và không muốn xa gia đình lâu dài, nên là mình chọn Anh. Và lý do mình tham gia khóa học này là bởi vì mình có ước mơ là trở thành giáo viên tiếng Anh, nên là mình cảm thấy cái khóa thạc sĩ về giảng dạy tiếng Anh này rất là phù hợp với mình. Và trường Huddersfield thì cũng là một trường, nói chung là nó ở gần nó gần thành phố Manchester, nên là mình dễ đến đi chơi hơn. Với lại thời tiết ở đó thì cũng khá dễ chịu. Điều mà mong đợi nhất là mình có thể được thích nghi được với môi trường ở bên đó một cách nhanh nhất, không có bị bỡ ngỡ ngay bước đầu. Đó là điều mình mong đợi nhất. Bên chuyên môn của mình thì ngoại ngữ, nên là mình chỉ biết là nhắn nhủ bản thân của mình dựa trên cái khả năng của mình thôi, là chuẩn bị một cái vốn tiếng Anh thật là tốt. Cũng như là ví dụ như mình không chuyên tiếng Anh thì mình không phải chuyên sâu tiếng Anh, nhưng mình cũng biết được một chút giao tiếp để qua đó mình có thể tiếp xúc được với người bản xứ của họ, thì cuộc sống của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Mình lên Facebook rất là nhiều và mình biết đến Anac là nhờ là mình cảm thấy mình thấy các bạn có đưa ra feedback rất là tốt về Anac, nên là mình đã chủ động liên hệ đến Anac để làm hồ sơ. Mình thấy Anac thì rất là tốt, nói chung là không có cái gì là hoàn hảo cả, nhưng mà mình đánh giá Anac thì rất là tốt, các anh chị rất là nhiệt tình, rất là dễ thương. Thân thiện và chuyên nghiệp. Nếu bạn thấy hay, hãy bấm like, share. Nếu muốn biết thêm thông tin, hãy bấm vào subscribe. Và nhớ nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.